Sao em càng lâu thế nhỉ? Ra bảo là hẹn ở đây để đi, mà cuối cùng bọn mình đợi mãi cho đến giờ chả thấy bóng dáng em càng đâu cả. Không biết là đi đến đâu rồi. Thôi thì gọi cho em Cam xem nào. Nếu mà em đây không đến kịp thì tớ với cậu đi trước đi. Em với chờ em nữa. Đừng bỏ em lại một mình. Ui là khủng quá. Ui em Cam, đi đi, picnic thế nào vậy? Mang ba cái vali thế này. Đi có trong ngày thôi mà mang ba cái vali như thế này nha. Kèo ơi, đúng là mệt với em. Thảo nào, mai mà không thấy em đến chắc ở nhà lại toàn chuẩn bị những cái đồ linh ta linh tinh. Đây này, thì những anh này mang một vali quần áo. Nếu mà trời mưa trời ướt thì mình còn có thêm mặt hay. Còn chị Trang thì xách một đống đồ đồ ăn thức uống được gì à. Đúng rồi đấy, em Cam mang những thứ gì mà nhiều thế. Nhìn anh chị đây này, rất là gọn luôn. Thôi được rồi, bây giờ đông đủ rồi đấy. Thôi mình đi thôi, không muộn giờ rồi. Đi nào. Cam thắt dây an toàn vào nhá. Anh chuẩn bị đi đây. Here we go. Không thắt dây an toàn là đi là nếu như mà gặp tai nạn thì là sẽ nguy hiểm đấy. Anh bắt đầu đi đây. Xe làm sao mà tự nhiên đi, nó lại dừng lại rồi. Để tôi xuống tư kiểm tra xem nào. Quái lạ thật. Sao chiếc xe của cậu lại bị dừng như vậy nhỉ? Tớ nhìn thấy có khói bốc lên ở đầu xe của cậu kìa. Hình như chiếc xe của cậu bị hỏng rồi. Để tớ xem nào. Ui, nhiều khói quá cậu ơi. Ui giời ơi. Ôi, cái xe của cậu bị hỏng thật rồi. Làm thế nào bây giờ? Đang đi đường thì xe lại bị hỏng như thế này. Phải gọi xe cứu hồi thôi. Không phải là gọi xe cứu hồi mà là gọi xe cứu hộ. Nhưng mà cậu ơi, ở giữa toàn cánh đồng thế này, xe cứu hộ họ không đến được đâu. Ở đây á, làm gì có chỗ nào mà có nhà có cửa đâu mà gọi xe cứu hộ được. Ôi, thế thì làm thế nào bây giờ? Chả nhẽ chúng mình lại phải bỏ xe ở đây à? Mình nghĩ ra rồi, anh Hiếm ơi, xin lỗi em. Đang hỏng xe thế này, lại xin lỗi gì? Anh làm gì có lỗi với em mà lại phải xin lỗi em đi? Anh có lỗi lớn đấy, em dám mắng em. Anh mắng em lúc nào? À, cái lúc mà em đến muộn á. Thế em mang toàn đồ đạc linh tinh, đến muộn thì chả mắng. Anh đang hỏng xe, anh đang bực mình như này. Thì đấy, anh biết em mang đồ gì không? Em Cam mang đồ gì cơ mà bí hiểm vậy? Đồ này này. Đồ gì? Một chiếc vali. À, vali có hình bát gấu. Có phải vali sửa chữa không? Để tớ mở ra xem nào. Ô, đồ dụng cụ sửa chữa. Tô vít này. Đây là cây bẻ ngồi. Tô vít này. Cưa này. Ôi, có cả cà lê này. Có cả búa này. Wow, đúng thứ mà chúng mình đang cần các cậu ơi. Một chiếc búa. Những cái đồ sửa chữa này có thể giúp ích được cho chiếc xe của cậu không? Được chứ, đưa đây tớ thử xem nào. Một cái búa này, một cái cà lê và một cái ốc vít. Xem nào. Hình như được rồi đấy cậu ơi. Để tớ thử nổ máy xem xe nó đi được chưa nhá. Máy hoạt động rồi các cậu ơi. Thế thì bọn mình có thể đi tiếp được rồi. Yeah, yeah. Đây, trả đồ em Cam nha. Cảm ơn nha. Bọn mình có thể đi tiếp được rồi. Em Cam, lắp đồ vào đi. Lên xe thôi các cậu ơi. Em đang lắp đồ. Here we go. Chụp cho tớ một bức ảnh ở đây đi. Rồi, bây giờ cậu ngồi vào chỗ nào đi để tớ chụp ảnh cho. Đây, cậu chụp cho tớ một kiểu. Tớ kiểu đẹp lắm ý. 1, 2, 3. Ui, sao xấu nhá. Bạn Trang chụp ảnh kiểu gì mà sao trông lên ảnh xấu thế nhỉ? Trông như thế này. Đâu, tớ xem nào. Bao nhiêu ảnh như thế nào nào. Đây này cậu ơi, đúng lúc cậu chụp ảnh thì có một cơn gió nó đến, trông xấu chưa? Ôi, đúng lúc tớ đang chụp ảnh thì tự nhiên lại có cơn gió ở đâu nó bay đến, làm tóc tớ bị bù ra bù dù như thế. Thế này thì không được đâu.
nhưng mà tớ thấy hôm nay mặt cậu nó như thế nào ấy, trông nó cứ xấu xấu thế nào ấy. À thì chết rồi, hôm nay mình quên chưa make up. Thế thì làm sao mà chụp ảnh được, cậu đi make up đi. Nhưng mà bây giờ chúng mình đang đi picnic, đi nửa đường rồi mà ở đây cánh đồng như thế này làm sao mà tớ về nhà make up. Ủa, trời ơi, đi về chưa? Hộp đồ trang điểm của em Cam là một chiếc vali. Hóa ra là em Cam mang những chiếc vali đấy đều là có mục đích cả. Một chiếc vali có thể trang điểm được á? Mở như thế nào vậy em Cam? À, ôi, có cả máy sấy tóc này. Tóc của chị đang bù rù, mấy cả ướt lắm. Lát nữa em Cam sấy tóc cho chị nhá. Ôi, có cả lược này. À, có cả lược à? Em Cam chải tóc cho chị đi để cho tóc thẳng ra, chụp ảnh thì nó mới đẹp. Here we go. Có cả son này. Ui, mặt tớ này trông đã xinh hơn chưa các cậu ơi? Em Cam trang điểm đẹp thật đấy. Được rồi, thế thì ngồi yên để tớ chụp ảnh cho. Chỗ này có một bãi cỏ rộng này các cậu ơi. Xung quanh này có cả đầy ngựa này. Nếu thấy bãi cỏ này mình đi được đây. Em Cam ơi, Trang ơi, xuống đây đi. Wow, mát thật đấy các cậu ơi. Phân lắm, các cậu đi mà không để ý là dám vào ngờ phân đấy. Thôi đi ra chỗ này đi. Đây, chúng mình picnic chỗ này là đẹp đấy cậu ạ. Em Cam chạy vừa vừa thôi không ngã đấy. Đây đấy, em Cam ngồi xuống đây. Một chiếc bàn nữa. Để lát nữa chúng mình sẽ để đồ ăn lên bàn. Đồ ăn luôn chị. Đây, mở bàn ra nào. Để đây. Mang hết đồ ăn ra đây cậu ơi, tớ đói rồi. Đây, sữa chua nếp cẩm của em Cam đây. Em Cam có cả thạch nữa đây này. Bây giờ có mấy món đồ như này, em Cam chọn đi, nhường em bé nhất đấy. Em thích ăn cái gì nào? Đây là chè mà, em thích ăn chè à? Rồi, ok. Thế thì để tớ ăn cái thạch này đi, trông ngon đấy. Đây, bây giờ mình sẽ múc đá ở đây nhá. Múc đá vào này, em Cam múc đá vào thạch của em Cam đi. Còn đây là sữa chua nếp cẩm. Tớ sẽ ăn sữa chua nếp cẩm. Em Cam ăn ít đá rồi nha, không là bị viêm họng đấy. Mát, ăn ngon lắm cậu ạ. Nhiều thật quá, múc nhiều kia lên này. Ngon thật đấy, cậu ăn đi nhím ơi. Cái này cũng ngon luôn. Ăn hết cái bánh mà thế nào vẫn còn đói. Để tìm xem đây có đồ gì nữa. Sốt này, vị cam này. À, đây rồi, đây rồi, bánh đây rồi. Tớ thích ăn bánh. Làm thêm sữa chua này. Ngon thật đấy. Trang ơi, làm sao thế? Cậu bị làm sao thế? Tớ bị đau bụng quá. Ui, đừng em Cam, đừng đau bụng. Ai rồi, đau bụng quá. Ai ơi, sao tự nhiên tớ lại đau bụng thế nhỉ? Do ăn nhiều đấy. Đúng rồi đấy, do cậu ăn nhiều đấy. Mà vừa nãy cậu ăn những cái thứ gì ở trong cái kệ này vậy? Ăn gì? Ăn cái lây lây. Ăn cái lây lây. Ăn mấy cái đồ đấy à? Để tớ kiểm tra xem nào. Bánh bích quy, xem hạn sử dụng nào. Ôi dồi ôi, cái bánh này hết hạn sử dụng từ tuần trước rồi cậu ơi. Tại sao nào cậu ăn vào nó lại bị đau bụng như vậy? Cả cái này nữa. Vừa ăn hộp caramel nè. À không, đây là sữa chua chứ, xem hạn sử dụng nào. Ôi dồi ôi, hạn sử dụng từ tháng trước. Thế là một cái thì hết hạn từ tuần trước, một cái thì hết hạn từ tháng trước. Bảo sao mà cậu lại bị đau bụng như vậy? Ây dồi ôi,
Tớ vội đi chơi qua, thế là cứ vơ đại mấy cái món đồ này vào, chả nhìn hạn sử dụng gì. Bây giờ ăn xong rồi đau bụng quá. Cậu ơi, cậu làm thế nào giúp tớ đi? Ơi, chờ tớ để tớ gọi xe cứu thương. Cấp cứu ơi, ở đây có một bệnh nhân đang cần sự trợ giúp. Ơ, sao mấy chiếc xe này đi qua nhanh thế nhỉ? Bác xe ơi, giúp tớ cháu với. Mời, em ơi. Ui, mệt quá. Vừa lúc nãy tớ chạy ra ngoài đường gọi xe giúp đỡ, thế nhưng mà không một xe nào dừng lại cả. Không thể tìm được xe cứu thương giúp đỡ bạn nhím rồi. Làm sao bây giờ em Cam ơi? Em không cách gì. Có phải cách gì vậy em Cam? Ừ, em mang theo một đồ khám bệnh. Wow, hóa ra em Cam mang một chiếc vali có thể khám được bệnh. Nhiều đồ thế này cơ à? Ui, may quá. Ê, Cam ơi, xem cho anh bị làm sao đi. Anh đau bụng quá rồi. Khi khám bệnh phải rửa tay thật kỹ ra, kháng khuẩn tay này. Anh nghe xin nào. Đây này, đau ở chỗ này này. Đây. Có thấy gì không hả em Cam? Có. Thấy cái gì? Rất nhiều con run ở trong bụng ăn. Thế là từ trước đến nay cậu ăn bẩn nhiều lần rồi, cho nên là bây giờ bụng cậu đầy run, mới bị đau bụng đấy. Khi cậu ăn đồ ngọt lúc nãy vào, mấy con run nó mới khuấy bụng cậu như thế đấy. Thế nên bụng mày bị đau. Ui, thế thì bây giờ làm cách nào để cho nó hết đau bụng đi Cam ơi? Em có mang thuốc không? Có, để em bơ hết á. Xem đã, anh cho tay vào đây. Đây. Đấy, em Cam dán vào. Mặt vẫn ổn. Đi vào uống thuốc là khỏi thôi. Đâu, em cho anh uống thuốc nhanh lên. Anh đau bụng quá không chịu được nữa rồi. Đây, thuốc đây ăn. Đâu em nghỉ một tí nữa là khỏi ấy. Em Cam còn cẩn thận tiêm cho cậu của mũi ấy. Hình như tớ hết đau rồi hay sao ấy. Ui, có thể ngồi dậy được rồi cậu ơi. May quá, may mà có chiếc vali bác sĩ này của em Cam. Thế mà lúc đầu tớ cứ tưởng là nó không có tác dụng gì. Đúng thật, em Cam đi picnic mà chuẩn bị đầy đủ quá. Mang cả đầy một vali này, cả máy đo nhiệt kế này, kim tiêm này, rồi cả dụng cụ phẫu thuật luôn. Cam ơi, anh cảm ơn em nha. Thế mà lúc đầu anh đã trách nhầm em, bảo em mang toàn những cái thứ linh tinh. May mà nhờ có những cái thứ của em ý, thế nên là chuyến đi của mình mới được thuận lợi đấy cậu ơi. Chứ tớ mang cái vali đầy quần áo như này đi, cuối cùng cũng chả mặc cái gì cả. Thôi, cậu cũng khỏi bệnh rồi, mà trời cũng sắp tối rồi đấy. Chúng mình đi về đi.